đám hỏi của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang được trang trí cầu kỳ, tốn kém với hàng tấn hoa tươi. Bạn B nhận xét rằng đây là lễ gia tiên lớn nhất nhì miền Tây. Sáng ngày 19 tháng 10, đám hỏi Hà Trí Quang, Thanh Đoàn được tổ chức tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cặp đồng giới cho biết đã mua hàng tấn hoa tươi về trang trí bàn gia tiên và không gian buổi lễ. Thanh Đoàn chia sẻ anh sinh ra ở vùng quê nghèo và họ hàng ít được dự những đám cưới hoành tráng như vậy anh mong muốn bà con cô bác đến đám hỏi của anh và anh quang đều sẽ cảm thấy mãn nhãn trước đó hà trí quang xúc động khi đứng giữa khung cảnh buổi lễ chỉnh chu sang trọng anh và thanh đoàn đều chưa dám mơ về ngày trọng đại linh đình như vậy với họ những gì diễn ra hiện tại là vượt ngoài sự mong đợi cả hai tổ chức lễ gia tiên với sự góp mặt của gia đình, một số đồng nghiệp và bạn bè vì muốn lưu lại khoảnh khắc này để tự nhắc nhở phải trân trọng nhau nhiều hơn. Diễn viên Hồ Bích Trâm, bạn thân của cặp vợ chồng, cho biết Thanh Đoàn vốn là người tiết kiệm. Cô nói, Thanh Đoàn kiếm được tiền nhưng để lo cho gia đình, không mê đồ hiệu. Em ấy chi nhiều cho đám hỏi vì đây là ước mơ từ lâu, cũng là thể hiện sự tôn trọng với những người yêu thương mình. Hà Trí Quang, Thanh Đoàn đặt thợ làm hai con rồng bằng lá dừa để dựng ở cổng tiệc. Bên cạnh đó, họ thiết kế sân khấu, bố trí đèn LED và diện máy karaoke để mọi người đến góp vui. Chú rể Hà Trí Quang bảnh bao trong bộ áo dài cưới truyền thống màu đỏ rực. Anh cho biết mình khá hồi hộp trước giờ làm lễ. Nam diễn viên nói anh đã chuẩn bị cho ngày trọng đại từ nhiều tháng trước. Hà Trí Quang cũng vừa từ Đồng Tháp về Sài Gòn trong ngày 18 tháng 10 để hoàn tất mọi khâu cho lễ ăn hỏi. Sáng ngày 19 tháng 10, đúng 9 giờ, nhà trai mang 6 tráp gồm rượu, bánh kẹo, trái cây được kết đồng phượng đẹp mắt lên đường về Đồng Tháp, quê Thanh Đoàn. Trong đám hỏi, gia đình Hà Trí Quang tặng Thanh Đoàn sổ đỏ căn biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 tỷ đồng tiền mặt, trang sức kim cương, còn nhà Thanh Đoàn giao cho hai con 8.000 m2 đất ở Đồng Tháp. Ba của Hà Trí Quang ôm Thanh Đoàn nhắn nhủ rằng các con đã vượt qua định kiến dư luận xã hội để đến với nhau, Ba mẹ mong cả hai yêu thương như ngày đầu, từ giờ về sau luôn có nhau. Gia đình hai bên sẽ là hậu phương ủng hộ, chăm lo cho các cháu. Hà Trí Quang Thanh Đoàn hẹn hò bí mật một thời gian trước khi công khai hồi đầu năm 2022. Cuối năm, họ đón hai con bằng phương pháp mang thai hộ. Hà Trí Quang sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, được biết đến qua các phim như Lâu Đài Tình Ái, Hoa Giả Quỳ, Nhưng mảnh Vỡ Phù Hoa, Thanh Đoàn sinh năm 1992, hiện tại đang kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp. Lúc công khai chuyện yêu đồng tính, Hà Trí Quang từng sợ bị mất công việc, ảnh hưởng tên tuổi đã gây dựng được. Nhưng anh chấp nhận đánh đổi tất cả để được sống thật và cho người yêu sự công nhận.